5 câu chuyện nhỏ có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Nhất định bạn phải nghe một lần. Con người trưởng thành, xã hội phát triển, tất cả là nhờ sự đóng góp, kinh nghiệm tích lũy của những người đi trước. Thế nên, ở đời, đôi khi có những câu chuyện nhỏ nhưng lại mang lại giá trị vô cùng to lớn cho mỗi người. 5 câu chuyện sau đây đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm, có thể giúp bạn hiểu hơn về cách sống và tránh được rất nhiều sai sót cho mình. Câu chuyện thứ nhất, một con gà con hỏi gà mẹ. Mẹ, mẹ có thể ngừng không đẻ trứng nữa để đưa con đi chơi không? Gà mẹ: không được, mẹ phải làm việc. Gà con: nhưng mẹ đã đẻ rất nhiều trứng rồi mà. Gà mẹ trả lời: một ngày một trứng, giao thớt rời xa. Một tháng không trứng, gặp nồi gặp thớt. Con người có lao động mới có thể sinh tồn và phát triển. Câu chuyện thứ hai, một người đàn ông đang lái xe trên đường mòn trong núi, vừa đi vừa ngắm phong cảnh núi rừng hoang vu, hùng vĩ, tươi đẹp, thì đột nhiên có một xe chở hàng từ xa đi đến. Người ngồi trên xe đi ngang qua, thò đầu ra ngoài nhìn người đàn ông rồi hét lớn: lợn! Người đàn ông vừa nghe xong tức giận, càng nghĩ càng tức giận, không thể chịu nổi nên cũng thò đầu ra ngoài, quay đầu lại chửi: mày mới là lợn đấy! Vừa nói chưa dứt lời thì nghe tiếng ầm ầm đập vào xe. Người đàn ông giật mình nhìn lại, một đàn lợn rừng đông đúc đang chạy lại lao vào đầu xe mình. Đừng nên hiểu nhầm ý tốt của người khác khi chưa hiểu rõ chân tướng, để rồi sau cũng lại khiến chính mình bị tổn thương. Câu chuyện thứ ba, người ăn xin bước đến trước mặt một vị khách đi trên đường nói: ngài có thể cho tôi 100 đồng không? Vị khách đi đường nhìn người ăn xin tội nghiệp rồi nói: tôi chỉ có 80 đồng ở đây, tôi có thể cho anh. Người ăn xin trả lời: vậy ngài còn thiếu tôi 20 đồng đấy nhé. Có một số người luôn cho rằng cả thiên hạ này đều đang nợ họ. Ông trời có cho họ bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Lòng tham là thứ giết chết lý trí con người một cách nhanh chóng nhất. Câu chuyện thứ tư, một giọt nước bẩn rơi vào trong cốc nước sạch, cốc nước bỗng chốc biến màu, không thể uống được nữa. Nhưng một giọt nước bẩn rơi vào biển lớn vẫn xanh tươi, bất biến. Tại sao như vậy? Nguyên nhân là bởi sức bao dung của hai cái là khác nhau. Bao dung người khác cũng chính là độ lượng cho chính mình. Câu chuyện thứ năm, một đoàn người đang mệt mỏi, khổ sở nhấc từng bước chân đi trong sa mạc. Họ đều rất mệt mỏi sau những ngày đi khai thác vàng trở về. Duy chỉ có một người là vui vẻ, vừa đi vừa hát. Mọi người thấy lạ mới hỏi: anh có gì mà vui vẻ đắc ý như vậy? Chàng trai trả lời: bởi vì tôi là người có ít đồ nhất. Hóa ra vui vẻ chính là khi chúng ta có thể buông bỏ đi được nhiều chiếm hữu nhất. Một đời người ngược xuôi vất vả chẳng qua chỉ gói gọn ở 10 câu nói sau đây. 1. Đời người có sinh rồi ắt có tử, dài ngắn cũng chỉ trên dưới 30.000 ngày. Có vui, có buồn, có lúc thăng, lúc trầm, có người thành công, cũng có người lại kém phần may mắn. Người thành công ấy là bởi sống đời nhân nghĩa, người thất bại ấy cũng tại hai chữ nhân tâm. 2. Cuộc đời là chuỗi dài những lựa chọn khó khăn, đôi khi thân bất do kỷ, có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, làm người
khi chưa bước qua suối đá gập ghềnh sẽ chẳng thể hiểu sự dễ chịu của đường phẳng gió êm. Chưa qua hoạn nạn sẽ chẳng hiểu được bình yên. Chưa qua nỗ lực sẽ chẳng hiểu trọn vị ngọt của thành công. Vậy nên học cách tìm niềm vui trong nghịch cảnh chính là sự trưởng thành. Khi có thể tìm được niềm vui trong nghịch cảnh thì còn gì có thể làm chùn được bước chân mình. 3. Nhân sinh muôn nẻo, khó khăn cũng là điều kiếp người khó tránh. Nhân sinh một kiếp cũng như cây kia một đời. Cây chẳng gió, cây nào lớn nổi? Người không hoạn nạn, người sao nổi lớn khôn? Cũng như sau cơn mưa ắt có cầu vồng. Thế nên vấp ngã không đáng sợ, chỉ sợ rằng ngã rồi không dậy được nữa mà thôi. Đôi khi vấp ngã chính là thảm lót của con đường thành công. Làm người, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, ai thành công mà chẳng đôi lần gục ngã. 4. Làm người mà không cố gắng nỗ lực thì đồng nghĩa với việc lừa dối chính mình. Vĩnh viễn không nên nỗ lực dựa trên lý thuyết để che đậy sự lười biếng của mình. 5. Đời người là những cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, tất cả những thứ ta kiếm tìm đôi lúc chẳng phải là nơi trăm núi nghìn sông, mà lại ngay tại chính tâm hồn chúng ta. Phật gia có câu tốt xấu tự một niệm, đôi khi xa tận chân trời gần ngay trước mắt. 6. Cái mà được gọi là tự tìm phiền não chính là do bản thân hấp thụ quá nhiều năng lượng tiêu cực. Vậy nên làm người cũng như hoa hướng dương, cần chọn nơi có ánh nắng mà hướng tới. Suy nghĩ thì tránh nghĩ điều tiêu cực, cố gắng nhìn về điều tích cực trong mọi hoàn cảnh. 7. Thuyền có thể vượt nghìn trùng hải lý là nhờ gối sóng mà đi, cũng như bèo kia thuận nước mà trôi theo dòng chảy. Và đường của núi cũng lại như thế, cũng chập trùng gành đá dưới chân người. Thế nên nếu bạn muốn băng lên đỉnh núi ngắm trùng dương thì không thể nào dùng ánh cầu vồng làm thang bắt đầu được, mà phải dựa vào sỏi đá dưới chân người. 8. Trên đời này, thứ cơm ăn không mất tiền, áo mặc không trả phí, ngoài cơm áo cha mẹ ra thì đều là thứ cơm hèn áo rách. Ở đời vốn dĩ không có thứ cơm áo gạo tiền nào không phải hao công tốn sức làm ra. Khi còn trẻ không nỗ lực, lúc về già ắt cực gấp muôn phần. 9. Vòng nguyệt quế không phải là thứ được chế tác từ tư duy của người thiên tài, mà được dệt bằng sức lao động và quan nạn của người đeo nó. Cũng như không có ánh sáng của một viên chân châu nào do tô điểm mà có, tất cả là đều do mài giũa tự thân mà ra. Nếu như thất bại làm cho bạn cảm thấy đau đớn thì nỗ lực vươn lên lại cho bạn cảm giác thăng hoa. 10. Làm người đối nhân xử thế, chỉ cần hỏi tâm mình không điều khuất tất là được. Thứ không phải của mình, cưỡng cầu chỉ thêm khổ. Điều của mình, đùn đẩy cũng chẳng thể mất đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.